Xin chào các em Buổi học hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu nhé. Trong tiết trước thì cô đã cùng các em tìm hiểu những điều khái quát chung về tác giả và tác phẩm Và chúng ta cũng đã bắt đầu đi vào phần đầu tiên trong cái nội dung của bài Đó là nghệ thuật xây dựng tình huống Phần 1 là mã, nghệ thuật xây dựng tình huống Trong phần này cô đã nói với các em hai ý Ý thứ nhất đó là sự xuất hiện sự hé mở của tình huống ngay trong nhan đề của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Sau đó chúng ta đã thấy rằng tình huống không chỉ được hé mở ở trong nhan đề mà nó tiếp tục hiện hữu dần dần từng chút từng chút qua những phát hiện đầy nghịch lý. Đó là nội dung phần 2, tình huống được tạo dựng qua các phát hiện đầy nghịch lý. Và chúng ta đã tìm hiểu trong thiết học trước cái phát hiện đầu tiên những điều mà Phùng nhìn thấy trên bờ biển đó là phát hiện trên bờ biển. Thì chúng ta thấy là trong cái phát hiện đầu tiên ấy trên bờ biển ấy thì Phùng đã phát hiện ra hai cái sự thật hoàn toàn tương phản. Đó là cái đẹp và cái xấu. Đó là cái thiện và cái ác. Đó là chân lý của sự toàn thiện và sự tột cùng của cái xấu, cái ác trong cuộc sống con người. Thì đó là những điều mà nhìn thấy, Phùng nhìn thấy trên bờ biển nó đem đến cho chúng ta ngay trong hai cái phát hiện đầu tiên trên bờ biển này đã đem đến cho chúng ta một cái thức nhận đầu tiên về sự quan sát về sự nhận thức nhiều khi bên trong cái đẹp không hoàn toàn là cái thiện nhiều khi bên trong cái tưởng như là chân lý của sự toàn thiện lại ẩn giấu một cái không gian chật trội tăm tối áp lực của cái xấu cái ác của bạo lực trong cuộc sống gia đình thì đó là những điều mà chúng ta đã cảm nhận được ở trong hai cái phát hiện đầu tiên của phùng những điều phùng nhìn thấy trên bờ biển ừ, nhá thì đó là phần thứ nhất và tiết học hôm nay cô cùng các em sẽ đến với những cái phát hiện tiếp theo ừ. phát hiện thứ hai phần 2.2 đó là từ những điều nhìn thấy trên bờ biển thì phùng và bây giờ là thêm một nhân vật nữa người bạn chiến đấu của anh năm xưa đó là đầu tránh án tòa án huyện và các anh đã có những cái phát hiện Ừ. oái oăm thật chớ trêu, những cái phát hiện đầy nghịch lý trong tòa án huyện. Ừ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phát hiện thứ nhất, đó là phát hiện ra những nghịch lý không thể hiểu nổi. Ừ. Thứ nhất, phát hiện ra những nghịch lý chua xót không thể hiểu nổi của cuộc sống con người. Ừ. Chua xót không thể hiểu nổi. Bây giờ chúng ta hãy xem xem Phùng và Đầu trong tòa án huyện thì đã có những cái phát hiện như thế nào. Thì trong tòa án huyện chúng ta biết rằng là có một cái sự việc đã xảy ra. Đó là Đầu, người chiến sĩ năm xưa bây giờ trở về cuộc sống đời thường. Anh lại tiếp tục trong một cái vai trò để tiếp tục trợ lực cho cái sự yên ổn, sự bình yên trong cuộc sống con người. Chiến đấu chống lại cái xấu, cái ác trực tiếp trong cuộc sống con người, trong vai trò một trái án huyện thế thì trước cái nghịch cảnh cái bi kịch gia đình cái bạo lực gia đình trong một, một cái nhà hàng trài thì đầu đã mời người đàn bà hàng trài lên tòa án huyện để làm việc và cái cuộc gặp gỡ này chúng ta thấy là sẽ có ba nhân vật tất nhiên lúc đầu là phùng tạm giấu mặt ở bằng phòng trong nhưng vẫn là sự hiện diện của ba hiện hữu của ba nhân vật đó là phùng là đầu và người đàn bà hàng trài một nạn nhân trong bi kịch gia đình thế thì chúng ta thấy rằng là với cái tấm lòng nhân hậu và sự bất bình trước cái xấu cái ác thì cả phùng và đầu đều đã đi trước một bước cái bước này cái bước đi này thật ra nó đã đi vượt ra cái quy định của pháp luật đó là đầu nhân danh tránh án tòa án huyện thì anh đã có một lời khuyên với người đàn bà cái lời khuyên ấy được bộc lộ qua không phải là một câu cầu khiến mà là một câu cả. Ừ. chị không sống nổi với người chồng tàn nhẫn vũ phu ấy đâu ừ. cả nước này không có một người chồng nào như hắn thì một lời lên án một lời kết tội và trong cái lời kết tội ấy lại bộc lộ yếu tố cảm xúc và chỉ ra cái hướng giải thoát chị không sống nổi với người đàn ông tàn nhẫn vũ phu ấy đâu ừ. thế thì chúng ta thấy rằng là như vậy là cả hai anh đều tin đều tin rằng, đều hy vọng rằng, đều tin khuyên người đàn bà ly hôn. Người đàn bà hàng chài khốn khổ, à, nạn nhân của bạo lực gia đình, khuyên người đàn bà ly hôn là giải pháp. Hay nói đúng hơn, ngắn gọn hơn đó là là giải thoát chị khỏi mọi bi kịch cái bi kịch mà các anh đã chứng kiến phùng chỉ có một tuần ở trên cái bãi biển miền trung thì anh đã chứng kiến tới hai lần cái bạo lực gia đình trong gia đình hàng trải ấy và qua lời của đầu thì anh lại kinh hoàng để biết thêm đó không phải là câu chuyện hy hữu bất thường đó là câu chuyện thường nhật khi người đàn ông cứ mỗi khi tức giận khổ sở lại lôi vợ ra đánh ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng Thế thì cả hai anh đều rất tin rằng việc khuyên người đàn bà ly hôn là một cái giải pháp nhân đạo nhất, đúng đắn nhất. Thứ nhất, đó là giải thoát chị khỏi mọi cái bất hạnh. Và thứ hai, đó chính là một cái giải pháp đúng đắn và nhân đạo nhất. Như một cách trừng phạt với gai ác. Như một cách cứu vớt, bảo vệ, bênh vực ừ. Những người, con người Yếu đuối, khốn khổ à. Nạn nhân của bi kịch, của cái nạn bạo hành Bạo lực trong cuộc sống gia đình Đấy. Thế thì như vậy ở đây Và cái niềm tin nữa Như vậy là các anh đều tin Thứ nhất, tin vào cái việc làm của mình Khuyên người đàn bà ly hôn Đó là với chị Đó là giải thoát chị khỏi mọi cái bi kịch Và với các anh Chủ quan các anh Thì các anh hiểu rằng tin rằng đây là giải pháp đúng đắn và nhân đạo nhất và điều thứ hai đó là các anh cũng tin rằng cái cái lời khuyên ấy mà các anh đưa ra một cái mà đặc biệt là trong vai trò của đầu một tránh án tòa án huyện thì thật ra là anh đã đi trước một bước vượt quá cái quy định của pháp luật khi một người tránh án đơn phương đi trước một bước để khuyên cái người đàn bà kia bỏ chồng thì chúng ta thấy rằng là bởi vì quá tin rằng cái việc làm của mình là cái giải pháp đúng đắn và nhân hậu nhất nhân đạo nhất và các anh một mực tin người đàn bà sẽ chấp nhận người đàn bà khốn khổ ấy cái nạn nhân trong bi kịch gia đình ấy cái người tù bị cầm tù bởi cuộc sống đói nghèo tăm tối và bạo lực ấy sẽ chấp nhận giải pháp của các anh và thậm chí biết ơn tất nhiên các anh không chờ đợi sự biết ơn này nhưng các anh sẽ hiểu sẽ có một cái cảm giác là cái giải pháp của mình đưa ra cái lời gợi ý đi trước một bước ấy trước cả lời đề nghị của người đàn bà chắc chắn chị sẽ chấp nhận và cảm nhận được cái thiện trí của những người nắm giữ pháp luật chính vì niềm tin ấy cho nên chúng ta thấy rằng nó sẽ đưa đến một cái nghịch lý đó là các anh không thể tưởng tượng nổi không thể hiểu nổi và không thể tin nổi những điều mắt thấy tai nghe. Đó là cả đầu và phùng đã vô cùng kinh ngạc. Trước phản ứng của người đàn bà. Người đàn bà khốn khổ ấy không những không chấp nhận, không những không biết ơn. Mà chúng ta thấy rằng là chị, thứ nhất, ở đây chúng ta thấy là chị đã chắp tay ngồi quỳ sụp xuống chắp tay và vái lấy vái đề anh tránh án tòa huyện và nói những cái lời van xin khốn khổ khổ sở con lại quý tòa quý tòa bỏ tù con cũng được bắt tội con cũng được đừng bắt con bỏ nó người đàn bà vái lệ này và kiên quyết không ly hôn Đây là điều mà nó nằm ngoài cái dự liệu, nằm ngoài cái dự đoán của cả đầu và phùng. Và chính vì cái sự kinh ngạc, cái kinh ngạc đến tột cùng khi cái giải pháp đúng đắn và nhân đạo nhất, cái giải pháp mà sẽ giúp cho người đàn bà được giải thoát khỏi mọi cái bi kịch lại không được người đàn bà này chấp nhận. Kỳ lạ thay khi người tù không muốn giải thoát khỏi nhà tù. Một nạn nhân không muốn giải thoát khỏi cái bi kịch mà thậm chí còn chắp tay vái lại và xin không phải ly hôn thì chúng ta thấy là cái, cái, cái phản ứng này của người đàn bà đã khiến cho cả đầu và phùng bất ngờ và kinh ngạc vô cùng đầu thì ngay lập tức anh đã hiểu ra cái sai lầm của mình khi đi trước một bước thậm chí cái việc làm của anh cái lời nói của anh đã trái với cái quy định của pháp luật và ngay sau đó thì anh đã lấy lại được cái sự bình tĩnh Chính cái cái cảm giác hững hụt và có đôi chút tự ái đã giúp cho anh lấy lại được cái sự bình tĩnh, lạnh lùng mà rất cần thiết của một người tránh án với một lời nói khá lạnh. Đó là tùy bà, chủ trương đường lối của chúng tôi là kêu gọi hòa thuận. Thế thì đấy là cái phản ứng của đầu. Còn Phùng vẫn ở bên trong, khuất mặt ở bên cái phòng trong của đầu thì khi mà nghe thấy cái, cái cái, lời kêu vang cái lời xin của người đàn bà không phải bỏ chồng thì anh đã có cảm giác như cái căn phòng lồng lộng gió biển của bạn anh như bị hút kiệt hết không khí và ta có thể hình dung đó là cảm giác ngạt thở cái cảm giác ngột ngạt của một con người cảm thấy không còn không khí để thở nữa vì không thể hiểu được một cái sự việc quá oái oăm quá nghịch lý quá phi lý đang diễn ra ngay trước mắt mình khi cô nhắc lại một lần nữa khi người tù không muốn được ra tù khi nạn nhân không muốn được giải thoát thì đây là cái nghịch lý mà cả hai anh đã cùng thốt lên thật không thể nào hiểu nổi một cái nghịch lý không thể tin nổi như vậy chúng ta nhớ lại một cái từ mà cô đã sử dụng đó là tình huống được tạo dựng từ những phát hiện đầy nghịch lý vậy phát hiện là gì là những điều mà trước đó mình chưa biết và sau đó biết thì ta gọi là phát hiện ừ. cho nên ở đây cái phát hiện thứ nhất đó là phát hiện ừ. ra cái phản ứng của người đàn bà cái ý muốn thật của người đàn bà ừ. trước đó các anh đều tưởng rằng người đàn bà khao khát mong mỏi khắc khoải đợi chờ được giải thoát và chỉ cần một bàn tay chìa ra của pháp luật là lập tức ừ. chị sẽ níu lấy để mà giải thoát cuộc đời mình nhưng phát hiện này cho thấy hóa ra không phải nhưng ngay sau đó là một phát hiện thứ hai đó là sau khi người đàn bà hàng trài tột cùng hoảng loạn sợ hãi vái lạy van xin không phải bỏ chồng thì nghe câu nói của đầu chủ trương của chúng tôi là kêu gọi hòa thuận lập tức chị đã hiểu ra vấn đề và khi đã hiểu ra vấn đề là không nếu như chị không muốn thì không ai trên đời có thể bắt chị ly hôn thì người đàn bà ấy lấy lại được sự bình tĩnh và thậm chí bắt đầu tin cậy tâm sự chuyện trò và thậm chí sự thay đổi rất rõ trong tâm thế của chị Đã thể hiện ngay trong cái thay đổi cách xưng hô Từ chỗ con lại quý tòa cho tới chị và các chú Thì qua cái câu chuyện tâm tình giữa người đàn bà hàng chài với đầu và phùng Thì cả hai anh đã hiểu ra một điều thứ hai Và đây cũng lại là một sự phát hiện mới Đó là phát hiện, nếu phát hiện thứ nhất trong tòa án huyện là phát hiện ra một nghịch lý chua xót không thể hiểu nổi thì sau câu chuyện của người đàn bà hàng trải các anh đã phát hiện ra sự giản đơn cái sự giản đơn mà lại thậm chí còn chua xót hơn cũng vô cùng chua xót của nghịch lý Nếu như cái phát hiện thứ nhất trong tòa án đó là phát hiện ra nghịch lý thì phát hiện thứ hai là phát hiện ra sự giản đơn của nghịch lý. Ừ. Hóa ra không có gì là không thể hiểu được. Cái 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 sự thật trong cái cuộc sống đời thường nó đơn giản vô cùng. Nó không hề phức tạp. Và cái đơn giản ấy nếu thoáng qua ta có thể nghĩ nó là những sự đơn giản quá tầm thường mà người ta không thể chấp nhận nổi, thế nhưng Cuối cùng qua câu chuyện của người đàn bà hàng trài, cả đầu và phùng đã hiểu rằng có những điều không thể chấp nhận nổi lại buộc phải chấp nhận. Và những có những điều tưởng như bắt buộc phải chấp nhận thì lại không bao giờ có thể chấp nhận. Thì đó là cái sự đơn giản, sự giản đơn, chua xót cay đắng vô cùng của nghịch lý trong cuộc sống con người. Thế thì cái sự thật giản đơn ấy đã hiện hữu như thế nào trong câu chuyện của người đàn bà hàng trài với đầu và phùng? hóa ra hiện thực chúng ta thấy là hiện thực ở đây cái hiện thực cuộc sống con người và cụ thể là hiện thực trong cuộc sống của gia đình ngư dân này nó có những cái có những cái điều rất nghiệt ngã và cũng rất giản dị khiến cho người đàn bà tưởng như quê mùa thất học nhưng lại sâu sắc từng trải vô cùng đã vén mờ cho cả đầu vào phùng có thể thấu hiểu được những cái nghịch lý giản dị mà nghiệt ngã vô cùng giản dị mà không thể thay đổi nổi của cuộc sống con người và khiến cho các anh những con người mà tràn đầy cái nhiệt huyết muốn chiến đấu chống lại cái xấu cái ác muốn bảo vệ bênh vực cứu vớt cho cái đẹp cái thiện cho sự yếu đuối trong cuộc sống con người thì chỉ dừng lại ở lòng tốt, ở thiện trí. Cái lòng tốt của các anh, cái thiện trí của các anh trở nên những lý thuyết và không thể áp dụng được vào trong cuộc sống nghiệt ngã này của con người. Chúng ta có thể thấy rằng qua câu chuyện người đàn bà hàng trài thì cả đầu và phụng đã hiểu ra chị có những cái nỗi đau khổ nào. Cuộc sống của chị có những nỗi khổ như thế nào. Ta có thể gạch một số cái nhặt ra một số cái nỗi khổ của người đàn bà cái khổ đầu tiên nó hiện ngay ở trong cái dáng hình của chị cái cuộc sống của chị đó là nghèo khổ ừ. nghèo khổ người đàn bà hàng trài lam lũ nhếch nhác ừ. nghèo khổ ừ. bộ quần áo bạc phếch ừ. rách dưới tất cả nó đều đem đến cho ta một cái cảm giác một sự nghèo khổ đến tột cùng cho cuộc sống con người và thứ hai nữa ừ. cái nỗi khổ thứ hai đó là cái cuộc sống hàng trài cái cuộc sống mà phải gắn với con thuyền lưới vó Nó vất vả quá Gian chân quá Quá vất vả và gian chân thì đây là cái khổ thứ hai Cái khổ này thì Phùng đã chứng kiến ngay trong chi tiết đầu tiên Khi anh nhìn thấy người đàn bà xuất hiện trên bãi biển Đó là người đàn bà có lẽ đã sau một đêm thức trắng kéo lưới cho nên Dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt của chị hình như buồn ngủ, cái cảm giác như một gương mặt, một cái bóng dáng không còn mảy may một chút sinh lực, sinh khí, nhé, thì đây là cái vất vả thứ hai. Những đêm thức trắng kéo lưới, cái khổ thứ ba của người đàn bà à, nghèo khổ rồi này. vất vả giam chân trong cuộc sống trên biển khơi rồi để mưu sinh để kiếm sống, rồi một cái khổ nữa đó là cái cuộc sống quá tối tăm, tối tăm. Cái khổ thứ ba đó là cái cuộc sống tối tăm. Chúng ta thấy rằng là trên cái con thuyền, trên cái thuyền ngoài xa ấy, khi ở ngoài xa, trong cái ánh bình minh buổi sớm, trong cái nhìn của Phùng, thì đó là cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh. Nhưng khi con thuyền tới gần, thì nó là không gian sống. Cái không gian sống chật trội, tối tăm. Trên chín 9, khoảng 9-10 con người, sống trên một cái con thuyền chật trội, tăm tối tăm tối theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, không có cái ánh sáng của văn hóa văn minh, cái cuộc sống tối tăm, những đứa trẻ thất học, thì đây cũng chính là cái nỗi khổ thứ ba. Cái nỗi khổ thứ tư cũng là cái bi kịch mà cả đầu và phùng đều nhìn thấy. Đó là chị phải chịu đựng, là nạn nhân của bạo lực gia đình. Như vậy là ở đây chúng ta thấy là qua cái câu chuyện của người đàn bà hàng trài những điều nghe thấy qua những cái mà các anh nhìn thấy kể cả trên bờ biển lẫn trong tòa án huyện thì chúng ta thấy rằng là người đàn bà ít nhất phải có những cái bốn cái nỗi khổ cái khổ của cái cuộc sống nghèo khó cái khổ của sự vất vả gian truân trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn trên biển khơi đầy sóng gió cái khổ của cuộc sống tối tăm không có ánh sáng của văn hóa văn minh cái khổ của bạo lực gia đình khi là nạn nhân của bạo lực gia đình, khi phải chứng kiến cảnh à, chịu đựng những trận đòn tàn khốc của người chồng và chứng kiến cái cảnh đau lòng vô cùng đó là người con, đứa con vì thương mình, thương mẹ mà đánh lại bố. Ít nhất người đàn bà có nỗi bốn cái nỗi khổ. Và bây giờ chúng ta hãy xem lại. À, nếu mà bây giờ khuyên người đàn bà ly hôn, nếu người đàn bà đồng ý ly hôn theo lời khuyên của Đẩu và Phùng với các anh các anh tin rằng đó là giải pháp đúng đắn nhất nhân đạo nhất đúng là rất nhân đạo nhưng đã hoàn toàn đúng đắn hay chưa thì chúng ta hãy nhìn xem nếu người đàn bà ly hôn thì chị sẽ chỉ duy nhất thoát khỏi một nỗi khổ thứ tư đó là bạo lực gia đình và cái khổ này là trực tiếp đè nặng trên thân xác chị chị phải chịu đựng trực tiếp thế nhưng nếu như chị ly hôn thì con thuyền của chị sẽ không có đàn ông và chị đã nói với đầu và phùng các chú không phải là người làm ăn các chú không thể hiểu được cái khổ của những người làm ăn khó nhọc các chú không phải là đàn bà các chú không thể hiểu được cái khổ của người đàn bà trên một con thuyền không có đàn ông và đến khi đầu cay đắng quá mà nói ra một câu bây giờ thì tôi đã hiểu nghĩa là trên thuyền cứ phải có người đàn ông dẫu là hắn tàn bạo vũ phu thì người đàn bà cười nhẹ nhàng từng trải cũng có lúc biển động sóng gió chứ chú như vậy ở đây nếu như người đàn bà ly hôn thì chị thoát khỏi được duy nhất một điều đó là bạo lực gia đình nhưng cuộc sống đâu có đỡ đi nghèo khổ đâu có đỡ đi vất vả gian truân đâu có đỡ đi tối tăm tất cả cái nghèo khổ, cái gian truân, cái tối tăm, cái nhọc nhằn trong cuộc sống mà lại trên một con thuyền không có đàn ông, thậm chí nó sẽ tăng lên gấp bội bội lần. Và thậm chí đôi vai của người đàn bà sẽ không thể tiếp tục gồng gánh nổi một cái con thuyền chật trội, một đàn con đông đúc, nheo nhóc, đói nghèo. Và vì thế cho nên đây chính là một điều vừa nghiệt ngã, vừa rất giản dị, miếng cơm, manh áo cuộc sống khó khăn sóng gió trên biển khơi đó là những điều mà người đàn bà không thể chịu đựng không thể gánh vác nếu như không có không có người đàn ông nếu như ly hôn tức là con thuyền sẽ không có đàn ông và có em đặt ra một cái giả thiết là sẽ có những người đàn ông tử tế hơn tốt hơn không vũ phu tuy nhiên cuộc sống của người phụ nữ mà nhất là phụ nữ Việt Nam thì vũ trụ của họ là chồng là con và đặc biệt là những đứa con là những cái núm ruột thân yêu của chị và nếu như cái khổ trong bạo lực gia đình thì chủ yếu là chị phải trực tiếp hứng chị thì chúng ta thấy rằng là chị có thể vì các con cắn răng chịu đựng những trận đòn tàn bạo ấy để cho gia đình có đầy đủ mẹ cha để cho các con có được một cuộc sống tương đối đỡ nhọc nhằn gian khó, đỡ khó khăn, nghèo khổ. Và một cái lý lẽ rất là giản dị trong cuộc đời này mà tất cả mọi người đều có thể thấu hiểu. Đó là trong tất cả những người đàn ông có thể tử tế hơn. Nhưng người đàn ông tốt nhất với những đứa con của chị thì chỉ có một trên đời. Đó chính là người chồng của chị, là cha của những đứa con chị. Và vì thế cho nên người đàn bà này... Chúng ta thấy là rõ ràng không cần phải sắc xảo lắm thì với những cái lý lẽ vừa giản dị vừa nghiệt ngã của cuộc sống như thế này Đến đây Phùng và Đầu đều đã thấu hiểu Chị không thể ly hôn Không thể bỏ chồng được Vì sự nghèo khó Vì cái vất vả gian truân Vì cái cuộc sống tăm tối Trên một cái thuyền chật Và cái gánh nặng cuộc sống quá nặng nề Với một đàn con đông trên dưới 10 đứa con thì như vậy ở đây chúng ta có thể thấy đây là phát hiện thứ hai trong tòa án huyện nếu phát hiện thứ nhất là phát hiện ra cái nghịch lý ơ người đàn bà đau khổ như thế mà không muốn giải thoát thì phùng vào đầu đã ngỡ đó là nghịch lý nhưng sau đó qua câu chuyện của chị thì ai các anh đã phát hiện ra và cái phát hiện này cay đắng hơn chua xót hơn cả cái phát hiện ra nghịch lý đó là sự giản đơn quá chua xót của nghịch lý nó tựa trên cái hiện thực cuộc sống quá nghiệt ngã với những lý lẽ giản dị đấy mà nghiệt ngã không thể thay đổi và chúng ta thấy rằng sau đó thì nguyễn minh châu đã miêu tả hình ảnh của đầu anh đi đi lại lại trong cái căn phòng chật hẹp của người tránh án tòa án huyện và hình như có bao nhiêu điều đang vỡ ra ở đây chúng ta thấy là cái từ vỡ ra ở đây chính là sự thức nhận chính là thự ngộ à, ngộ tỉnh anh đã hiểu ra được bao nhiêu cái lý lẽ giản dị nghiệt ngã mà không thể thay đổi của cuộc sống và các anh đã hiểu rằng những nghịch lý vẫn cứ tồn tại đâu đó trong cuộc sống của con người những nghịch lý mà dù đau đớn hay phẫn nộ con người vẫn buộc phải chấp nhận vậy là trong tòa án huyện nếu như phát hiện trên bờ biển là phát hiện ra ừ, hai cái cảnh tượng hoàn toàn đối lập một bên đó là cái đẹp Chân lý của sự toàn thiện Một bên đó là cái xấu và cái ác Trong cuộc sống gia đình Thì cái hai phát hiện nữa Ở trong tòa án huyện Là thứ nhất phát hiện ra nghịch lý Và thứ hai phát hiện ra Sự giảm đơn của nghịch lý Và gộp lại cả hai phát hiện ấy Trong tòa án huyện Nếu như đây là những điều nhìn thấy Những điều mà Phùng nhìn thấy Thì phát hiện trong tòa án huyện Là những điều mà cả đầu và phùng đều nghe thấy. Đó là những điều mắt thấy, tai nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến một cái thời điểm thứ ba, một cái địa điểm thứ ba trở lại với bãi biển trong phần 2.3. Đó là cái tình huống này đã được đẩy đến cao độ của nhận thức qua những trải nghiệm của nghệ sĩ Phùng trong cơn bão biển trên bãi biển của buổi chiều ngày hôm đó. Chúng ta sang phần thứ ba.